bạn bè là bao nỗi nhớ. Dòng thời gian sẽ trôi mau với tuổi học trò, ngàn lời hay của thầy cô em mãi khắc ghi. Bước vào trên con đường này, nhớ người thầy tóc đã đôi màu, ơn thầy cô sẽ mãi không bao giờ quên. Sẽ nhớ mãi những tháng ngày vui cùng bạn bè đến lớp, nhớ tiếng gió ru trên cánh vườn tươi mừng tím thân mây, nghe tiếng nói ấm mặt thầy cô và tình thương tràn trề. Sẽ nhớ mãi công ơn thầy cô là hành trang cho em bước vào đây. Chim ưng bay khắp muôn nơi, vẫn nhớ mãi công ơn thầy cô. Trong cuộc đời mỗi con người, ai ai cũng trải qua thời gian học tập, đi làm rồi theo đuổi
vẫn theo lẽ tự nhiên. Sau đến lúc phải chia tay, chúng ta ai cũng cảm thấy buồn buồn xúc động. Hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục, với sự nỗ lực phấn đấu, cống hiến về trí tuệ, sức khỏe cho sự nghiệp chồng người, cô Nguyễn Thị Diệu Quỳnh nay đã hoàn thành sứ mệnh được giao và sẽ gác mái vun chèo trở về với cuộc sống thường nhật thanh thản, tiếp tục với vai trò của một người vợ hiền từ, mẫu mực, một người mẹ giàu lòng yêu thương và đức độ, đầy trách nhiệm trong mái ấm gia đình của mình. Hơn 30 năm lặng lẽ âm thầm lái con đò nhỏ đưa trò qua sông, con đò đã cập bến Hồng, vun chèo gác mái thông trong nhẹ nhàng. Dù không muốn chia tay, không muốn tạm biệt, nhưng chúng ta cũng vẫn phải nói lời chia tay. Cuộc chia tay nào cũng vậy, cũng cảm thấy xốn xa, buồn buồn, lưu luyến. Hôm nay được sự nhất trí của chi bộ nhà trường, của công đoàn trường trung học cơ sở huyện Đức Thành, long trọng tổ chức buổi gặp mặt chia tay cô giáo Nguyễn Thị Diệu Quỳnh về nghỉ hưu theo chế độ, với mong muốn cô sẽ không quên tập thể này và hãy giữ lại kỷ niệm tốt đẹp nhất, thân thương nhất và đầm ấm nhất với mái nhà chung này. Tới dự với buổi lễ chia tay ngày hôm nay, tôi xin trân trọng kính giới thiệu về phía Liên đoàn Lao động Huyện, xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hoài Bảo, Phó Liên đoàn Lao động Huyện. Kính giới thiệu đồng chí Hoàng Tấn Hưng là chuyên viên phòng tổ chức. Về phía lãnh đạo địa phương, tôi xin trân trọng kính giới thiệu ông Trương Minh Mẫn, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Quảng Trường. Về phía Nguyễn Văn Thiệu, Phó Hội phụ huynh học sinh nhà trường. Về phía nhà trường, xin trân trọng kính giới thiệu thầy giáo Lê Hữu Toản, Bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường, thầy Trần Mẫn, Phó hiệu trưởng nhà trường, cô Trinh Thị Cánh Trường, chủ tịch công đoàn. Về dự với buổi lễ chia tay ngày hôm nay còn có mặt của cô giáo Thái Thị Toàn, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Lê Hữu Trác. Và đặc biệt về dự với buổi lễ chia tay ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Diệu Quỳnh là nhân vật chính của buổi lễ. Và bên là các giáo viên, cán bộ, công nhân viên trong nhà trường cũng về dự các buổi. Thưa các đồng thời gian học tập, đi làm, thay đổi nhiều nơi công tác và kết thúc ở nơi chúng ta làm việc, biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, biết bao giờ dạy đã để lại những ấn tượng không thể nào quên, những cuộc chạy đầu tiên đầy bỡ ngỡ đến những ánh mắt thân thương của học trò và những đêm dài thao thức bên những trang giáo án cùng những thầy ôn luyện không sao cho các em chắc cánh ước mơ bay cao bay xa. Thời gian thấm thoát đã trôi qua, đến nay cô đã được về nghỉ hưu theo chế độ, đó là phần có lẽ tự nhiên, nhưng đến lúc phải chia tay chúng ta cũng cảm thấy rất xúc động. Ôm cũ để biết mới, thế hệ trẻ chúng tôi đang tự hào về cô và luôn phấn đấu vươn lên. Mở đầu cho buổi lễ chia tay ngày hôm nay, tôi xin trân trọng kính giới thiệu thầy giáo Lê Hữu Toản, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, thay mặt cho hội đồng sư phạm nhà trường lên ôn lại quá trình công tác, những cống hiến lớn lao của cô Diệu Quỳnh đối với ngành giáo dục huyện nhà nói chung và trường trung học cơ sở huyện Đồng Văn nói riêng, đồng thời có đôi lời tâm sự đối với cô nhân buổi lễ chia tay ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời thầy. Thưa cô giáo Nguyễn Thị Diệu Quỳnh, thưa toàn thể quý vị khách quý, các vị cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường, một nhà giáo dục học người Nga từng nói rằng thước đo thành công và giá trị của người thầy trong sự nghiệp của mình không phải là quyền lực hay tiền bạc, mà là những dấu ấn để lại trong các thế hệ học trò và tình cảm của đồng nghiệp. Như vậy là đã 55 mùa xuân cuộc đời, gần 30 năm tâm huyết gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên, với nghề dạy học. Đến nay, cô giáo Nguyễn Thị Diệu Quỳ đã hoàn thành xuất sắc ước mơ và tâm nguyện của mình, với nhiệm vụ gieo chữ cho con em các dân tộc trên địa bàn huyện Chư Mường Ga và được nhà nước cho về hưu theo chế độ. Gần 30 năm gắn bó tuổi thanh xuân và gắn cả cuộc đời mình trên mảnh đất này, với biết bao gian lao vất vả của thời kỳ mở đất lập huyện, nhưng được thôi thúc bởi những ánh mắt ngây thơ trong trẻo của trẻ thơ, những tâm hồn và những mảnh đời khát khao được thay đổi số phận,
30 năm thời gian đủ dài để con người ta chiêm nghiệm những gì mình đã từng sống, từng cống hiến cho đời. Với cô, 30 năm vất vả đã dìu dắt, dạy dỗ bao nhiêu thế hệ học sinh. Đến nay nhiều em đã trưởng thành và giữ nhiều cương vị quan trọng trong các lĩnh vực công tác. Nhiều em đã noi gương cô và nối nghiệp cô đang được tuyên dụng giả để tiếp tục sự nghiệp trong người. Hình ảnh tấm gương và những bài học của cô đã được các thế hệ học trò khắc cốt ghi tâm. Sự chỉ chu gương mẫu, vĩnh đạt, từng nét chữ, lời dạy của cô đã góp phần cảm hóa và thay đổi biết bao nhiêu số phận con người. Kính thưa cô giáo Nguyễn Thị Diệp Quỳ, thưa toàn thể các đồng chí, trong bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của nhà thơ Chế Lan Viên có viết: nơi nào qua trong lòng chẳng yêu thương, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bóng hóa tâm hồn. Tranh vinh, hụt thẫn là cảm giác khi chúng ta phải rời xa những gì thân thuộc, gắn bó gần gũi hơn nửa cuộc đời. Với biết bao kỷ niệm vui buồn, chia tay những kỷ niệm gắn bó suốt nửa cuộc đời, chắc hẳn trong chúng ta ai ai cũng phải nao cõi lòng. Câu đó cũng là lẽ tự nhiên. Lâu rồi ánh mắt long lanh háo hức theo dõi từng nét phấn và những nụ cười ngập tràn ánh nắng của trẻ thơ. Lâu rồi tiếng trống trường cổ thức rực rỡ và những lời dạy đầy tâm huyết. Với đam mê truyền tải hết tri thức cho học sinh như những con tầm rút ruột nhà thơ, tất cả sẽ trôi vào dĩ vãng khó phai. Gặp gỡ rồi chia ly, cuộc đời vốn vậy. Đôi khi trong thực tế cuộc sống chúng ta phải chấp nhận những khoảnh khắc chia tay đầy lưu luyến, nhớ nhung. Kính thưa cô giáo Nguyễn Thị Diệu Quỳnh, với toàn thể thầy cô giáo của trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành và cá nhân tôi, mặc dù đã có sự chuẩn bị trong khoảng thời gian dài để đón nhận quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện cấp phép cô được nghỉ hưu theo chế độ, nhưng vẫn không tránh khỏi sự hụt thẫn, một sự lưu luyến tiếc nuối trong tâm hồn. Kính thưa các vị khách quý, thưa các đồng chí trong hội đồng sư phạm nhà trường, tôi sư trồng đào ăn quả như người trồng cây vốn là truyền thống, là đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta. Chúng ta từng dạy học trò biết nâng niu trân trọng quá khứ, trân trọng sự đóng góp của lớp người đi trước. Đó là những yếu tố quan trọng để tạo nên nền tảng tri thức, nền tảng bền vững cho tương lai. Từ những ý nghĩa sâu sắc đó, hôm nay trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành trân trọng tổ chức buổi gặp mặt chia tay, cũng là ghi nhận tri ân tình cảm đối với cô giáo Nguyễn Thị Diệu Quỳ vì đã cống hiến nửa cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục huyện nhà nói chung và trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành nói riêng. Thay mặt cho tập thể giáo viên và học sinh, cho phép tôi xin được gửi tới cô trước khi về nghỉ hưu theo chế độ lời chúc sức khỏe, an hưởng cuộc sống hạnh phúc, thanh thản bên gia đình và con cháu. Và mong cô luôn hãy là nguồn động viên, là nguồn động lực để chúng tôi phấn đấu noi theo. Chia tay cô là những người kế tiếp sự nghiệp của cô. Chúng tôi tự hào về những đóng góp, những dấu ấn mà cô để lại trong suốt hành trình gieo chữ với những năm tháng gắn bó với sự nghiệp trong người. Hình ảnh chỉ chu trong từng trang giáo án, tận tụy trong từng tiết lên lớp, gương mẫu trong mọi công tác của cô đã góp phần tạo nên sự đồng cảm và sức lan tỏa để thế hệ trẻ học chúng tôi nói theo. Kính thưa các đồng chí, hôm nay trước khi chia tay chính thức cô, chia tay sự nghiệp giáo dục với những gì cô đã cống hiến, chúng tôi tin rằng về nghỉ hưu cô sẽ được hưởng sự an nhàn, thư thái, thanh thản của tâm hồn. Các thế hệ học sinh và đồng nghiệp sẽ luôn nhớ về cô, người giáo viên hết lòng tận tụy với công việc, nghiêm khắc mà bao dung với học sinh, chan hòa nghĩa tình với đồng nghiệp. Tiếp nối sự nghiệp của cô, chúng tôi hứa nguyện đoàn kết tiếp tục phấn đấu để đưa sự nghiệp giáo dục của nhà trường ngày càng đi lên. Chia tay cô, chúng tôi không thể nói hết được tình cảm của mình, mà có thể mong rằng cô mãi là đồng nghiệp, là đồng chí của trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành. Chúng tôi cũng mong rằng mặc dù nghỉ hưu, nhưng cô vẫn tiếp tục dõi theo từng bước trưởng thành của nhà trường, tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn giúp đỡ thế hệ đàn em hoàn thành tốt sứ mệnh trong người mà cô đã theo đuổi. Kính thưa cô Nguyễn Thị Diệu Quỳnh, là người làm quản lý trẻ tuổi, trong quá trình chỉ đạo hàng ngày chắc chắn ban giám hiệu chúng tôi có lúc có khi chưa được cẩn trọng trong lời nói cũng như cư xử. Qua đây rất mong cô rộng tình thông cảm và bỏ qua cho chúng tôi và coi đó như những kỷ niệm của vui của nghỉ giáo. Một lần nữa thay mặt tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, các học sinh xin
Kính chúc cô mạnh khỏe, an hưởng tuổi già và tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp tại địa phương. Mãi tri ân cô. Chào tạm biệt. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa thầy cô giáo, thân mến, 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, trong đó có hơn 10 năm công tác tại trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, những năm tốt của cô đối với ngành giáo dục huyện nhà và nhà trường đã được rất nhiều người ghi nhận. Cô đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác giảng dạy, giáo dục, góp phần đưa phong trào học tập của nhà trường từng bước đi lên, khẳng định thương hiệu của trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành trong ngành giáo dục tỉnh nhà nói chung và huyện nhà nói riêng. Nhiều thế hệ học trò của nhà trường đã trưởng thành vẫn luôn ghi nhớ những hình ảnh một cô giáo luôn tận tụy với nghề, luôn hết lòng vì học sinh thân yêu, với mong muốn giáo dục dạy dỗ các em trở thành con người có ích cho xã hội. Để tỏ lòng biết ơn, cô giáo đã hết lòng vì học sinh thân yêu, tôi xin trân trọng kính giới thiệu bác Nguyễn Văn Thiệu, đại diện cho hội phụ huynh học sinh trong toàn trường, nên có lời tâm sự với cô. Xin kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, hôm nay nhân dịp trường Nguyễn Tất Thành chúng ta tổ chức lễ chia tay cô Nguyễn Thị Quỳnh nghỉ hưu theo chế độ. Kính thưa các thầy cô giáo, trong thời gian công tác dạy của cô Nguyễn Thị Quỳnh thì cô cũng là một cô giáo xuất sắc, đã dạy bảo cho các em học sinh của trường chúng ta nói chung và các em học sinh các lớp mà tôi nói chuyện nói riêng thì cũng con hiểu được những kiến thức của cô, tâm tư của cô, tình cảm của cô để cho các em tương lai của các em đã và đang thì bây giờ cũng như là thành đạt trong cuộc sống, và cũng có những các em cũng đã nối gốc theo cô, đã là thầy giáo, cô giáo trên bục giảng trong tương lai. Và hôm nay về mặt ban đại diện cha mẹ học sinh trường Đức Nguyễn Tất Thành, tôi cũng đại diện cho ban đại diện cũng xin chúc cô Nguyễn Thị Quỳnh về hưu vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc. Chúc toàn thể các thầy các cô còn lại đang và đã công tác thì cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người thầy, một người cô. Xin cảm ơn. Rồi mai đây, ngôi trường không còn hình dáng cô đi dạy hôm nào, chúng em
giác in đậm để lại dấu ấn nhất trong đầu em. Sẽ chẳng còn được lắng nghe những lời dạy như có lửa, ánh mắt nghiêm khắc mà ở trong đó là sự quan tâm dọc theo chúng em của cô. Đã có lúc em tự đặt câu hỏi liệu rằng thầy cô giáo mới thay vào chỗ cô có quan tâm chúng em như cô không? Nếu giờ đây cô quay lại bình giảng, có lẽ em sẽ chẳng còn cảm giác sợ hãi nữa, mà là một cảm giác rất vui, vì em biết cô là một cô giáo rất tuyệt vời. Cô đã cho chúng em rất nhiều câu chuyện mà có lẽ chúng em không thể nào trả hết cho cô được. Thưa cô, cuộc đời là những chuyến đi, gặp nhau rồi lại chia ly là thường. Thời gian qua cô cũng đã vất vả nhiều, đã đến lúc cô cần nghỉ ngơi, gác chèo, cất đò để nhìn học sinh tiếp tục trưởng thành. Thay mặt học sinh toàn trường, cảm ơn cô đã dạy cho chúng em biết khóc, biết cười trước những cảnh đời, biết đứng lên khi té ngã, biết nhặt lấy cây gai trên đường để bảo vệ bàn chân để mà tiếp tục đi. Cảm ơn cô đã cho chúng em biết thế nào là cuộc sống, thế nào là toán học. Cô cho chúng em biết yêu gia đình và yêu quê hương nhiều hơn. Cảm ơn cô đã dạy chúng em biết quý thời gian, trọng yếu tín, biết giữ lòng trong sạch để luôn ngẩng cao đầu. Cảm ơn cô đã chia sẻ với hoàn cảnh của chúng em, trao cho chúng em tình yêu, niềm hy vọng. Cô đã ngày này đứng trên bục giảng, chắc thêm đôi cánh để ngày mai chúng em tự tin bay tới tương lai. Cảm ơn cô đã bao dung, tha thứ những vi phạm của chúng em, cho chúng em nhìn lại chính mình và biết đứng dậy khi vấp ngã. Thưa cô, những tình cảm của chúng em với cô không thể nào bày tỏ hết được, vì cô đã để lại cho chúng em một dấu ấn vô cùng lớn và đặc biệt. Hôm nay là buổi chia tay do nhà trường tổ chức cho cô. Em thật lòng chỉ có lời chúc dành cho cô. Chúc cô luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc với gia đình, con cháu. Cùng gia đình tận hưởng những niềm vui sau những năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Cô đã đào tạo ra một thế hệ thành đạt giúp ích cho đất nước này. Với em, cô là người cô rất tuyệt vời, là người lái đò chở những vị khách mang trong mình ước mơ và hoài bão sang bến bờ bên kia một cách cẩn thận. Tạm biệt cô, có thể đây là câu nói em không muốn nói vào trong thời phút này, nhưng cô à, tập thể lớp 9A2 nói riêng và toàn trường nói chung sẽ không bao giờ quên được cô giữ quý tình yêu của chúng em. Muốn dù không thì với toàn thể các thầy cô trong tập thể sư phạm của trường Trung học cơ sở Nguyễn Phúc Hằng và cũng như cá nhân cô, tuy có sự chuẩn bị chút nhưng mà cũng không tránh khỏi cái sự chân vân cũng thoáng buồn khi cái buổi lễ chức năng này. Kính thưa toàn thể các thầy cô, với toàn thể thầy cô cùng tập thể trường, thì có sự chuẩn bị về tinh thần trong khoảng thời gian, nhưng với sự chuẩn bị thì bây giờ xin mời nhà trường sẽ có món quà gửi đến cô. Mời cô sẽ mời thầy Lê Toán sẽ đại diện nhà trường gửi đến những món quà đến cô ạ. Mời cô Quỳ chúng ta lên trên phía trên. Làm sao quên ánh mắt em thơ, làm sao quên phút giây giảng bài, làm sao quên tiếng nói ê a đã gắn bó với tôi từng ngày. Được thầy cô dạy dỗ yêu thương, ngày mai đây chúng em thành người. Gửi đến cô những bó hoa tươi thắm và những món quà. Sau đây thì xin mời đại diện cho cổ Toán Ly Tim chúng ta lên tặng hoa và quà chúc mừng cho cô. Xin mời đồng chí tổ trưởng. Thầy khắp muôn nơi vẫn nhớ mãi công ơn thầy cô. Ngỡ
ngập tràn hạnh phúc khi tôi đứng trên bục giảng, từng trang giao án dâng cho đời tình yêu tuổi thơ. Năm trong người cho cây đời mãi mãi xanh tươi. Ngày mai em lớn tung cánh bay khắp mọi miền, trong tim vẫn nhớ tiếng của thầy dạy dỗ chúng em. Đường dài hun hút bao khó khăn không nản lòng, em luôn cố gắng mãi là. Có thể nói rằng cuộc đời dạy học của cô là một tấm gương sáng. Cô đã chọn cho mình con đường đi vì một mục tiêu cao cả duy nhất, đó là tất cả các học sinh thân yêu. Trong những năm khó khăn nhất của những ngày đầu xây dựng trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, cũng như đến tận ngày hôm nay, thì cái lòng nhiệt huyết của cô vẫn luôn còn mãi. Và ngày hôm nay thì cô cũng có những cái lời tâm sự muôn người gắn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám hiệu cùng toàn thể giáo viên công nhân viên thân mến và các em học sinh thân mến, trước hết tôi xin được nói lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể giáo viên, anh chị em, cả một công nhân viên ở trong trường đã tổ chức cho tôi một buổi chia tay về nghỉ hưu theo chế độ. Thưa các thầy cô, hơn 30 năm cầm kiếm phẩm trên tay và hàng trăm trang giáo án, tôi đã phấn đấu không nghỉ về ngoài. Con đường đi của tôi là gặp rất là nhiều trong gai, nhưng mà thay vào đó những mùa bụi thu của học sinh đã làm cho tôi vui vẻ trở lại, và tôi mỉm cười với học sinh thân yêu và đồng nghiệp. Hơn 33 năm trái tim tôi lúc rung rã những trọng trường, tôi đã phấn đấu không biết mệt mỏi, không chỉ bằng lời nói, không chỉ giải thích và không chỉ bằng linh hồn, mà tôi đã cố gắng nghịch mình. Tôi đã đạt được những cung bậc nào và những thành tích như thế nào? Tuy thế, trong 33 năm, tôi cũng có những lần thất bại, nhưng mà tôi nghĩ cho cùng đó là cái được và cái mất. Như tôi nhớ một đoạn trong bài thơ, bài hát mà đi qua vùng cỏ non, mà một đoạn mà tôi thích nhất, đó là đời người ai cũng có tại phải yêu thương nhau thật nhiều và hãy tin yêu nhau thật nhiều. Chính vì vậy đó là lời của bài hát mà đồng viên tôi phải cố gắng và hết sức cố gắng để tôi trưởng thành hơn. Thưa cả anh chị em giáo viên, tôi thực sự hạnh phúc vì đã được sống và làm việc dưới mái trường của Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, bởi vì ở đó tôi đã có sống trong một gia đình hoàn hảo. Tôi đã có một vị hiệu trưởng thân thiện, một ban giám hiệu biết lo lắng, biết quan tâm, biết chia sẻ và biết thấu hiểu. Tôi đã có một đội ngũ giáo viên công nhân viên giỏi giang, luôn luôn mỉm cười và luôn luôn giúp đỡ tôi trong mọi lúc mọi nơi. Tôi xin cảm ơn. Và tôi nghĩ tôi được sống trong cái môi trường như vậy là không còn gì bằng. Nhưng mà tâm trạng của tôi hiện giờ chưa là rất là bồi hồi, là xen kẽ hạnh phúc và thổn thức. Nhưng mà không, bây giờ không thể nói lời. Nhưng mà tuổi xuân nào rồi cũng đi qua, rồi mùa xuân nào cũng đi qua. Thời gian đã đưa tôi đến tuổi 55, và cái tuổi mà tôi phải xa rời các đồng chí,
tôi để làm việc được với các đồng chí rồi, tôi cũng buồn lắm. Đại biểu xin gửi đến các đồng nghiệp của mình lời lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Tôi xin tạm biệt. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo cô giáo, hôm nay từ khi chính thức chia tay với sự nghiệp trong người, chia tay với mái trường thân yêu, cô hoàn toàn có quyền tự hào trước những dấu ấn để lại trong lòng các thế hệ học sinh thân yêu của mình, trong tình cảm của bạn bè đồng nghiệp, bằng tất cả lòng kính trọng và niềm cảm kích của mình. Chúng ta tin rằng cô sẽ có được sự thư thái và thanh thản của tâm hồn khi về nghỉ hưu theo chế độ. Chia tay với cô, chúng tôi những người tiếp nối sự nghiệp mà Đảng và Nhà nước giao phó không thể nói hết được tình cảm của mình, mà chỉ mong muốn rằng cô mãi là đồng nghiệp, mãi là người cô, người chị thân thương, và mong rằng cô sẽ tiếp tục sẻ chia những kinh nghiệm đầy quý báu trong cuộc đời đại học của mình cho thế hệ học trò, những đồng nghiệp hậu thế của cô. Nhân buổi gặp mặt này, thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, cho phép tôi được gửi tới cô lời cảm ơn, lòng cảm phục và niềm kính trọng sâu sắc trước những đóng góp của cô trong suốt những năm gắn bó với mái trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành thân yêu của chúng ta. Mái trường này mãi là mái nhà chung của cô và chúng tôi cùng lực lượng các thế hệ học trò của nhà trường, mãi là những người bạn, người đồng nghiệp, người học trò thân yêu của cô. Chúng tôi luôn mong muốn rằng mặc dù cô không làm việc trực tiếp tại trường, nhưng cô luôn dõi theo và sát cánh cùng chúng tôi, chia sẻ với chúng tôi những kinh nghiệm quý báu để chúng tôi thực hiện tốt chức danh nhiệm vụ được giao. Chúng tôi xin hứa sẽ duy trì, giữ vững và phát huy những thành quả mà cô đã có phần xây dựng cho nhà trường, xây dựng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường trung học cơ sở Nghĩa Thành là một tập thể đoàn kết vững mạnh, xây dựng nhà trường càng ngày càng vững bước đi lên và luôn xứng đáng với lòng tin của các cấp lãnh đạo của nhân dân huyện Kim Mở Ga. Cuối cùng, kính chúc cô cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ cho công cuộc xây dựng quê hương thân yêu của chúng ta ngày càng giàu mạnh. Và để lưu giữ những tình cảm tốt đẹp này, sau đây ban tổ chức xin thân trọng kính mời các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí đồng nghiệp ra cửa sân trường để chụp hình lưu niệm. Xin kính mời. Tươi lên ạ. Thank you.
Để rồi mai chia xa, lòng chợt xưng